Chó và yêu quý có phải nghiệp không sư? Nó nói như thế nào ta? Một phần á, quý nghiệp, khi mà nói về nghiệp á, chúng ta nên hiểu về hai cái. Thứ nhất á, là quả của nghiệp, và thứ hai á, là nhân của nghiệp. Quả của nghiệp á, nó liên quan đến cái khuynh hướng tâm lý của mình. Ví dụ như đối với có người thích ăn ngon, có người thích mặc đẹp, có người là thích nuôi thú cưng, thì cái sở thích đó đó là do cái quả của nghiệp, là cái khuynh hướng tâm lý của họ. Họ đọc về những cái đề tài đồ ăn thực phẩm á, thì họ rất là bình thường. Đọc về những cái thời trang họ cũng rất là bình thường, nhưng khi họ đọc về những đề tài liên quan đến thú cưng, vật nuôi thì họ lại ưa thích. Thì cái khuynh hướng tâm lý nó là quả của nghiệp. Rồi trong cái việc mình thích nuôi thú cưng á, thì có người thích nuôi chó, có người thích nuôi mèo, có người thích nuôi chuột nữa, và sau này có người thích nuôi gián nữa đấy. Thì cái khuynh hướng tâm lý đó nó là quả của nghiệp nha, nó là quả của nghiệp. Còn cái chuyện từ cái khuynh hướng tâm lý mình đi đến quyết định và đi đến hành động thì nó lại là nhân của nghiệp. Tức là mình, cái chuyện mà mình thích mình có khuynh hướng thích thì nó là quả, nhưng mà mình từ cái khuynh hướng đó mình đi ra tới hành động, mình quyết định thì mình đang tạo nghiệp mới. Ví dụ như quý vị quyết định là nhận một con chó về nuôi, tức là khi mình đã quyết định rồi, mình đang tạo nghiệp mới. Và cái nghiệp mới đó đó nó sẽ thành một cái thói quen hàng ngày. Ví dụ như nuôi chó, chăm chó, quen cái sự hiện diện của một con chó, thì chúng ta tạo nên những cái nghiệp mới, và những cái nghiệp mới này nó sẽ trở thành cái quả để cho đời sau kiếp khác mình là có khuynh hướng thích nuôi chó nữa. Đấy, tôi đang nói về quả và nhân ha, quả của nghiệp và nhân của nghiệp. Rồi còn cái chuyện là nó tốt hay nó xấu á, thì nó lại là một vấn đề cần bàn tiếp. Đó là gì? Khi quý vị nuôi một con chó, nuôi thú cưng á, nuôi một con chó cưng, quý vị nuôi bằng cái tâm gì, nó sẽ quyết định quý vị cho ra cái nghiệp gì. Ví dụ như quý vị thấy con chó nó ghẻ lở, nó khổ, nó đói, quý vị đem về, quý vị nuôi, quý vị thương, quý vị chăm sóc bằng tâm từ nha, bằng tâm từ, thì quý vị đang tạo cái thiện nghiệp, đang tạo thiện nghiệp. Bởi vì quý vị nhìn nó, quý vị nuôi nó bằng cái tâm từ. Nhưng mà nếu như mà mình nuôi chó đó mà mình có lòng yêu thích, mình có cái sự ái luyến, mình có cái sự tham ái, thì nó lại là cái nghiệp bất thiện. Tại vì nó là cái nghiệp tham ái thì chắc chắn nó không phải là nghiệp thiện. Cái vấn đề của chúng sanh như sư đã từng nói đó là họ không nhận thấy rằng khi mà tham ái xuất hiện, họ không cho nó là một lỗi. Đó là vấn đề của chúng sanh. Chúng sanh chìm đắm trong tham ái nhiều lắm. Đó là lý do đó mà sư mặc dù cũng thích nuôi thú cưng, có đôi lúc thì cũng muốn nhận nuôi con này, nhận nuôi con kia, nhưng mà luật tỳ kheo thì không có cho nuôi. Chỉ đơn giản là khi mình nuôi thì mình đừng có nghĩ là mình là cái thứ cao thượng, mà nuôi nó toàn là tâm từ xin thưa. Ngoài cái chuyện mình dính mắc với nó, thì một vị tu sĩ nuôi nó có tâm tham ái rất là nhiều. Mà khi mà mình nuôi nó bằng một cái tâm tham ái như vậy đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái con đường tu tập giác ngộ. Còn đương nhiên thì chúng sanh ở đời mà, thì chánh sao khỏi, thì họ vẫn sống trong tham ái quen rồi.
Bây giờ sư nói quý vị là đừng có nuôi thú cưng thì có khi là quý vị miễn cưỡng còn có thể chấp nhận được, chứ còn sư mà nói quý vị đừng có lấy vợ, đừng có lấy chồng thì quý vị dẹp luôn, tắt YouTube luôn, khỏi nghe sư ông sư Hạnh Tuệ ông nói nữa. Trong khi đó quý vị có vợ có chồng á, hoặc quý vị có người yêu á, cái tham ái của quý vị đối với người vợ, người chồng hoặc là với người yêu của mình ấy, cái tham ái nó mãnh liệt hơn cái thú cưng rất là nhiều. Và nói về cái nghiệp bất thiện thì đương nhiên cái nghiệp bất thiện, cái nghiệp tham ái càng mạnh thì cái nghiệp bất thiện càng mạnh. Nhưng mà rồi thì sao? Có cải thiện được vấn đề không? Không giải quyết được. Thôi thì chúng sanh ở thế gian thì muốn nuôi thì nuôi. Sư chỉ nhắc nhở ha, nhắc nhở ái là nhân của khổ. Dù là quý vị có ái thương con thú cưng hay là thương người dân thì nó đều khổ như nhau. Quý vị nhắc á, sư nhớ đến mới đây sư không có kể tên để mất công, có nhiều người hữu ý vô tâm quý vị nói thêm mắm dặm muối phiền chết. Có một ngôi chùa ở Mỹ mà tự nhiên là có mấy con nai tới. Trời ơi, sư thấy ngài chụp hình sư mê, sư hoan hỷ lắm. Hoan hỷ là bởi vì giống như là đất lành chim đậu á. Khi mà những cái con thú hoang như vậy nó tới thì tức là cái nơi đó nó có cái môi trường rất là lành mạnh, mà những cái con vật nó sẽ rất là hoan hỷ khi nó tới nó ở. Nhưng mà sư lại không thể nào, sư đề nghị là hôm nào ngài ngài cho nó ăn, hoặc là ngài nuôi nó đi, hoặc là ngài tới gần đó, ngài tới gần rồi ngài xoa đầu nó, để mà tỏ cái lòng thân thiện của một vị tỳ kheo đối với thú nuôi, một cái loài động vật hoang dã. Quý vị nghĩ đối với hạt cư sĩ đó, quý vị nghĩ một ông sư á mà ổng sờ đầu một con nai thì nó rất là đẹp, nó rất là đẹp, và nó bình thường, nó bình thường đối với cư sĩ quý vị là bình thường, nhưng đối với hàng tu sĩ nó lại là chuyện khác, lại là chuyện khác. Chúng ta nhìn hàng tu sĩ nhìn con nai với tâm từ á, nó là một chuyện, còn khi mà mình đến gần rồi mình xoa nó thì coi chừng cái tham ái xuất hiện. Sư thành ra là có đôi khi thương thì thương, nhưng mà thương thì nhìn thôi, thương thì nhìn thôi, chứ không phải là mình thương là mình chạy tới mình cưng mình nựng như là chúng sanh ở đời. Thành ra tu sĩ và thế gian đôi khi nó khác nhau. Ở đời đó quý vị có thể trời ơi, mấy con thú nó cưng quá tới nựng nó, chụp hình đăng Facebook rồi rất là vui vẻ. Nhưng mà tu sĩ thì có những cái nó hạn chế, nói đi cũng phải nói lại để quý vị hiểu rằng có những cái tu sĩ hạn chế, còn cư sĩ của quý vị thì không có hạn chế đâu. Không hạn chế chỉ bởi vì cản không nổi. Cho nên ấy, có nuôi thú cưng gì thì không ai cấm. Cái quan trọng á, là mình nuôi nó bằng cái tâm lành, và mình lo cho nó như là cái người thân quyến thuộc của mình. Bởi vì trong rất nhiều những bài kinh á, thì những cái con vật nuôi trong gia đình, ví dụ như con chó, thì thường nó đều là thân bằng quyến thuộc của mình ở kiếp quá khứ. Thành ra nuôi thì cứ nuôi, nhưng mà nhớ nuôi bằng tâm lành thì nó vẫn tốt hơn ha, và đừng có hạn chế tự do, ví dụ như xích cổ hoặc là đánh đập nó, hoặc là mình cho nó ăn những cái thứ mà mình không thèm ăn. Chứ thay chó mà mình để cho nó ăn trong những cái tô rất là dơ bẩn thì đó là lý do sẽ không muốn nuôi. Tại vì nuôi nó cái gì mình ăn được, xin lấy ví dụ cái tô đó đó mình đổ đồ ăn mình vô mình ăn được thì con chó nó mới ăn được. Cá nhân sư hồi trước sư nuôi chó, sư nuôi vậy đó. Cái gì mình ăn được nó mới ăn được. Cái tô, cái đồ đựng đồ ăn á phải sạch như là mình vậy đó thì con chó nó mới được. Chứ còn cái kiểu nuôi mà mình không có chăm á thì sư thấy nó tạo nghiệp bất thiện không có nên.